Muốn gì? Hả? Con muốn gì? Con nói đi. Con muốn cái gì? Muốn gì? Gọi cho Nhung á? Gọi cho Nhung, có nói chuyện với Nhung không mà nói gọi cho Nhung? Thì đây mẹ gọi cho Nhung nhá. Đây mẹ gọi cho Nhung nhá. Đây gọi cho Nhung. Thì đây mẹ gọi cho Nhung nhá. À thế đấy, ngồi dậy đây, ngồi dậy mẹ gọi cho Nhung nè. Nè. Ừ, dậy cái mồm. Cái gì? Thế bây giờ con muốn gọi cho ai? Hả? À, con muốn gọi cho ai? Lại bà. Bà nào? Gọi bà nào? Bà nội hả? Xuống bà nội hả? Con xuống bà nội á hả? Con muốn xuống đấy đúng không? Ok, thì xuống bà nội nhá. Đồng ý chưa? Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Ngoác tai. Ngoác tai. Xuống bà nội nhá. Lại rồi.